Thưa quý vị, là một trong bốn phường thuộc thành phố Đà Nẵng thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16, thời gian qua, Hội Cựu chiến binh phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu đã triển khai nhiều chương trình, phong trào nhằm góp sức cùng quận và thành phố trong công tác phòng chống COVID-19. Ghi nhận của phóng viên Thời sự Đà Nẵng TV. Kể từ khi thực hiện giãn cách, cứ mỗi sáng từ 7 giờ đến 9 giờ và mỗi chiều từ 17 giờ đến 19 giờ hàng ngày, các cán bộ hội viên cựu chiến binh chi hội cựu chiến binh Quang Thành 3B1 phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu lại tổ chức tuyên truyền bằng phương tiện xe hai bánh và loa cơ động đến các khu dân cư với phương châm đi từng ngõ gõ từng nhà. Sự kiện thì phải đảm bảo giãn cách 2m và tập trung không quá 20 người trong một phòng. Ngoài việc tuyên truyền, các hội viên cựu chiến binh còn thường xuyên nhắc nhở người dân thực hiện nghiêm túc các chủ trương phòng chống dịch và thông điệp 5K của Bộ Y tế. Nhờ vậy, công tác phòng chống dịch trên địa bàn ngày một tích cực hơn. Thì trên tinh thần là phòng chống dịch thì cái khó khăn thì cái địa bàn khu dân cư thì nó rộng và cái tận tối là nó hơi bị phức tạp. Nhưng mà với cái tinh thần trách nhiệm của một người cựu chiến binh là vận động toàn dân chung tay góp sức để mà phòng chống dịch như hôm nay. Hàng ngày cựu chiến binh chúng tôi rất nêu cao cái vai trò này, là thể hiện cái anh bộ đội Cụ Hồ. Cắt cử đồng chí nào tuy nhiều tuổi nhưng các đồng chí đều tham gia tích cực. Phần nhiều cái chi hội cựu chiến binh chúng tôi là tuổi cũng là trên 50-60 tuổi cả rồi, nhưng mà các đồng chí rất nhiệt tình, khi cắt cử ai là các đồng chí đó chấp hành, và nhiều đồng chí nữa là xin đi, nhưng mà cái thời gian thì cũng là cắt cử dần dần trong cái mười mấy ngày cách ly của khu dân cư. Ngoài chi hội Quang Thành 3B1, hoạt động tuyên truyền lưu động còn được thực hiện đồng loạt ở 9 chi hội khác. Cạnh đó, mỗi cán bộ, hội viên cựu chiến binh phường Hòa Khánh Bắc đều tham gia vào 81 tổ COVID-19 cộng đồng của phường, phối hợp với các lực lượng chức năng địa phương giám sát y tế, sức khỏe cộng đồng, kết hợp kêu gọi vận động hỗ trợ cho các trường hợp khó khăn trên địa bàn. Trên địa bàn phường thì hiện nay là có 13 điểm phong tỏa, trong đó là 4 điểm phong tỏa cứng và 9 điểm là phong tỏa kiểm soát dịch y tế. Chính vì vậy cho nên chúng tôi triển khai cho các cái chi hội, các hội viên thực hiện trong 81 cái tổ COVID của phường, triển khai làm tốt công tác tuyên truyền. Bên cạnh đó thì chúng tôi triển khai đo thân nhiệt, giám sát sức khỏe và nắm chắc các cái hộ gia đình đặc biệt khó khăn, kể cả hội cựu chiến binh, rồi là công nhân, sinh viên trong các cái khu tạm trú để có cái vận động hỗ trợ kịp thời. Đến nay, các cấp hội cựu chiến binh phường Hòa Khánh Bắc đã vận động trao 56 suất quà và tiền mặt trị giá 28,5 triệu đồng, đồng thời hỗ trợ lương thực hàng ngày cho các hộ trong khu vực bị cách ly. Phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, thời gian tới, Hội Cựu chiến binh phường Hòa Khánh Bắc tiếp tục triển khai thêm nhiều chương trình cộng đồng, chung sức cùng đảng, chính quyền và nhân dân địa phương quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh.